Chiều ngày 7 tháng 7, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Theo báo cáo của Sở Y tế, trong đợt dịch thứ tư, đến ngày 27 tháng 7, toàn tỉnh có đến 2.891 ca nhiễm COVID-19, trong đó có nhiều ca diễn tiến nặng, nguy kịch. Dịch lây lan nhanh khiến ngành y tế không kịp trở tay, nhiều ca bệnh lây lan thứ phát. Số người lấy mẫu xét nghiệm mỗi ngày cũng tăng nhanh, trung bình khoảng 30.000 mẫu nên việc xét nghiệm là quá tải do thiếu máy PCR. Lãnh đạo ngành y tế lo lắng nếu không có gì thay đổi, chỉ cần 2 ngày nữa, các bệnh viện điều trị F0 cũng quá tải. Ngay cả khu điều trị bệnh nặng cũng đã đầy kín bệnh nhân. Chúng ta phong tỏa rất kịp thời, nhưng trong cái khu phong tỏa chúng ta thực hiện không nghiêm. Điển hình là cái khu ở dưới dân cảnh, các anh chị biết rồi. Khi mà ở dưới núi đầu có 30 công nhân, sau đó nó lây lên tới 150 công nhân. Và báo các anh chị bây giờ, hôm bữa giờ chúng ta chưa có ổ dịch mới. Nhưng sáng hôm nay là nghe là rụng rồi tay chân, mới sáng này là hai cái công ty mà có làm ba tại chỗ ở Nhân Trạch, mỗi một công ty là hơn 50 công nhân là test dương. Chưa kể là cái số 150 công nhân mà làm test nhanh dương ở dưới Nhân Trạch nữa. Bây giờ Nhân Trạch nó trở thành ổ nóng, còn nóng hơn cả Biên Hòa. Theo đánh giá của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng, những ngày qua dù đường đã vắng hơn nhưng nhiều địa phương trên toàn tỉnh như Trảng Bom, vài nơi ở thành phố Biên Hòa vẫn có tình trạng đông người dân ra đường. Các cửa hàng bán thực phẩm chưa đánh dấu giãn cách 5K còn tụ tập đông. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng kiến nghị Thường trực Tỉnh ủy chấp thuận chủ trương yêu cầu người dân không nên ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày 28 tháng 7. Ngoài ra, cá nhân, hộ kinh doanh tạm dừng bán đồ ăn, thức uống chế biến sẵn, kể cả bán mang đi. Xử lý nghiêm các trường hợp ra đường không rõ lý do, cùng với đó là tổ chức phát phiếu đi chợ cho người dân 2 lần một tuần. Riêng những người mua bán nhỏ lẻ các loại thực phẩm thiết yếu được đi lại thường xuyên để mua hàng cung ứng cho người dân. Tuy nhiên, họ phải làm xét nghiệm 3 ngày một lần. Lực lượng shipper vận chuyển ga phải có xác nhận của xã phường để thực hiện nhiệm vụ. Kết luận cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn tán thành chủ trương người dân không nên ra đường vào buổi tối từ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau. Chúng ta xem đây là một cái giải pháp cấp bách và thực hiện trong cái thời gian ngắn hạn nhằm khống chế lây lan, chủ yếu là khống chế được lây lan, được kiểm soát được các cái ổ dịch và tiến tới là hạn chế. Chúng ta không muốn gì, chúng còn không muốn gì hơn như thế này. Nếu mà đẹp nữa là không còn dịch nữa thì quá tốt. Thì mục tiêu chính của chúng ta như thế. Cho nên là với cái giải pháp này chúng ta có nhất là mạnh hơn, xử lý quyết được hơn. Đây là vấn đề khó, có tác động trực tiếp đến đời sống, rồi thói quen của nhân dân của chúng ta. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, riêng thành phố Biên Hòa cần làm quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch hơn nữa. Những khu vực phong tỏa phải thực hiện nghiêm nội bất xuất, ngoại bất nhập. Nhà nước sẽ cung ứng hàng hóa cho người dân. Đồng chí Hồ Thanh Sơn yêu cầu cần xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm phòng chống dịch, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập cơ quan điều phối công tác phòng chống dịch để điều động nhân lực, vật lực, trang thiết bị y tế cho các địa phương trong toàn tỉnh. Sở Công Thương phải tăng cường cung ứng hàng hóa thiết yếu cho người dân.